Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 2. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng nhiều mây, có sương mù rải rác, trưa chiều nắng yếu, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 85 đến 92%. Khu vực miền núi phía Tây trời nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây có nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 85 đến 90%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh trời nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 85 đến 90%. Khu vực thị xã Kỳ Anh trời nhiều mây không mưa, sáng có sương mù, chiều hưởng nắng, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 87 đến 92%. Thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 2, đêm nhiều mây không mưa, sáng có sương mù rải rác, trưa chiều nắng yếu, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 85 đến 92%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.